Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái tựa game Ninja Làng Lá Truyền Kỳ do nhà phát hành Vitop phát hành nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game H5 lấy đề tài Naruto vô cùng hấp dẫn. Thì về phần đồ họa, âm thanh và nhân vật thì tất cả đều chuẩn nguyên tác là Naruto nha các bạn, và được phát triển trên đa nền tảng nên là trải nghiệm của sản phẩm này chỉ sử dụng đồ họa 2D nhằm giảm cấu hình phù hợp với việc chơi qua điện thoại hoặc là truyền duyệt. Tuy nhiên, cái mà nhiều các bạn fan quan tâm chính là tạo hình cho nhân vật có đúng như nguyên tác hay không. Thì nhà phát hành Vitop phải nói là cực kỳ làm rất là tốt khi mà đưa chuẩn nguyên tác Naruto vào cái tựa game này. Bạn sẽ được gặp lại vô vàn các nhân vật mình yêu thích như Naruto, Sasuke, Kakashi, Madara, Itachi, quẻ chuẩn nguyên tác từ các giả Kishimoto, Masashi. Chưa kể về phần voi của nhân vật vẫn được chữ nguyên tiếng Nhật, đem lại cảm giác thân thuộc với ai từng xem Naruto nha các bạn. Về mặt gameplay thì như đã nói thì Ninja Làng Lá Truyền Kỳ vẫn sở hữu lối chơi quen thuộc của dòng game nhập vai đấu tướng. Và ở đó các bạn game thủ sẽ đóng vai trò là một cái vị thủ lĩnh, sẽ phát triển một đội hình nhân giả tổng cộng là 8 người tham gia chiến đấu. Cơ chế chiến đấu của game hoàn toàn là tự động nha các bạn. Các bạn game thủ không cần quá nhiều tác, xong vẫn đủ mọi lợi ích của việc chơi máy hay là cài cuốc. Tất nhiên thì để có được nhân giả thì bạn sẽ sử dụng là vòng quay may mắn tương tự như các game gacha khác. Từ đó thì bạn sẽ có cơ hội sở hữu vô vàn các nhân giả con chất từ thấp đến cao. Đặc biệt, với tựa game này còn cho phép tất cả các bạn người chơi sở hữu nhân quả không ra tính năng thiết phục rất là hay. Cụ thể thì trong quá trình khám phá thế giới của Ninja Làng Lá Truyền Kỳ, tất cả các bạn game thủ bắt gặp một số nhân giả đặc biệt và dùng nhiều cách để thu hút họ tham gia cho đội hình của mình. Đây là một cái tính năng khá là hiếm gặp ở những cái tựa game Naruto khác. Sau khi có được nhân giả, game sẽ cung cấp cho bạn vô số các tính năng để nâng cấp cũng như gia tăng sức mạnh. Từ đó thì việc nâng cấp, đột phá cấp riêng trang bị đều được thiết kế chi tiết rõ ràng để cho tất cả bạn game thủ nghiên cứu. Về phần các hoạt động hàng ngày, Ninja Làng Lá Truyền Kỳ sẽ có vô vàn các thử thách cho tất cả các bạn khám phá. Từ đó, từ phó bản hàng ngày, săn boss, đấu trường cho đến các hoạt động tổ đội liên server. Ngoài ra thì phải nhắc đến vô vàn các tính năng thú vị khác như là ban hội gia viên cực kỳ thích thú cho tất cả các bạn game thủ chơi nào. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào chưa biết và nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhận code thì các bạn cần đạt level 30. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần làng, nhấn vào phần phúc lợi, nhấn vào phần code và tiến hành nhập gift code. Code thứ nhất như sau: Ninja Làng Lá. Ninja Làng Lá là code thứ nhất nha các bạn. Thì đây là code thứ nhất Ninja Làng Lá. Sau đó nhấn vào hoán đổi để nhận quà. Thì đây là tất cả các phần quà của code thứ nhất nha các bạn, Ninja Làng Lá. Nó sẽ bao gồm ngọc số lượng 150, ngọc khóa số lượng là 1000, vé tầm bảo số lượng là 10, tinh thạch đỏ số lượng là 2, cuối cùng là quà cuồng hoang số lượng là 5. Thì đây là tất cả các phần quà có thứ nhất Ninja Làng Lá. Bây giờ chúng ta cùng đến có thứ hai, có thứ sau: Naruto Truyền Kỳ. Thì đây có thứ hai nha các bạn, nếu có là Naruto Truyền Kỳ. Thì Naruto Truyền Kỳ là có thứ hai, sau đó nhấn vào hoán đổi để nhận quà. Thì có này sẽ thưởng được các phần quà như sau: 150 ngọc, 2000 ngọc khóa, 5 cái quà đại chiến, 5 cái gương tinh hoa đá, cuối cùng là ngẫu nhiên đồ dán tím số lượng 2. Bây giờ chúng ta cùng đến với code thứ ba. Code thứ sau: Game Naruto. Thì đây là code thứ ba nha các bạn, như có là Game Naruto. Cái này sẽ nhận thưởng được các phần quà như sau: 150 ngọc, 1000 ngọc khóa, tinh thạch linh hồn số lượng 1, vé tàm bảo 4 số lượng 1, cuối cùng là gương nhẫn thực số lượng 5. Thì đó là tất cả các phần quà có thứ ba Game Naruto.
Có thứ tư, Tiểu Trọc nhận giải. Triệu tập nhận giả là gift code thứ tư nha các bạn. Đây có thứ tư, gift code là triệu tập nhận giả. Cái này sẽ nhận thưởng được các hòn quà như sau: 150 ngọc, 2000 ngọc khóa, 5 cái quà hậu hẳn, cuối cùng là quà đá lớn số lượng 2. Bây giờ chúng ta còn đến có thứ năm, gift code thì sao? AFK Mobi. AFK Mobi là có thứ năm nha các bạn. Có 5 là AFK Mobi. Cái này sẽ nhận thưởng được danh hiệu AFK Mobi, 500 ngọc, 5000 ngọc khóa, 5 cái quà hậu hẳn, cuối cùng là thẻ triệu tập nhân giả phẩm E, số lượng là 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với có thứ 6. Có thứ sau, VIP 8899. Đây là có thứ 5, thứ 6 nha bạn, VIP 899, VIP 8899 là có thứ 5. Cái này sẽ được là 200 ngọc, 2000 ngọc khóa, lương thực nhẫn giả số lượng 50, tinh thạch linh hồn số lượng 1, cuối cùng là quét tầm bão 4 số lượng 1. Đó tất cả các con quà code VIP 8899. Code kế tiếp như sau: rùa dách VN. Rùa dách VN là code thứ 7 nha các bạn. Code thứ 7 là rùa dách VN. Code này hết hạn sử dụng các bạn. Code thứ 7 như sau: nè Naruto top 10. Naruto top 10 là gift code thứ 7 nha các bạn. Các bạn lưu ý là cái gift code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28 tháng 8, nên là các bạn nhanh tay nhập vào không thôi nó sẽ bị hết hạn nha các bạn. Naruto top 10. Cái này sẽ ảnh hưởng được các quà sau: thẻ ngọc mở ngẫu nhiên nhận 100 tới ngàn ngọc số lượng 5, tinh lạch tinh hồn số lượng 2, thuế tầm bão 4 số lượng 2, vật liệu gia quyên số lượng 200, lương thực nhân giả số lượng 200. Thì đó tất cả các hòn quà của code Naruto top 10. Bây giờ chúng ta còn đến với code kế tiếp. Gift code là làng lá cộng cho CW của bạn đang chơi. Ví dụ như mình đang chơi CW 24 thì mình sẽ nhập là 24 nha bạn. Còn bạn nhập còn bạn đang chơi CW 22 thì nhập 22, 23 nhập 23 nha các bạn. Thì có này sẽ hưởng được là 200 ngọc, 2000 ngọc phá, lương thực nhân giả số 50, cuối cùng là thẻ triệu tập nhân giả phẩm A, cuối cùng là tinh thạch linh hồn. Thì đó là tất cả các phần quà của cái gift code làng lá cộng cho CW bạn đang chơi. Ok, thì giờ thì mình sẽ mở code trên màn hình. Đây nha các bạn, tổng cộng là 8 gift code. Khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.